Mới đây, Thủy Tiên đã đăng tải một tấm hình sang file của bản thân mình trên fanpage cá thể và viết, cô gái thật thà, chụp hình không lúc nào dùng ứng dụng, khi đi tán tỉnh và hẹn hò không làm bạn trai sốt giữa nhan sắc thật và nhan sắc dùng ứng dụng, nên cô ấy đường tình duyên không xảy ra nghiệp cuộc. Bài học rút ra, hãy sống thật như cô ấy. Hình ảnh kèm share dí dỏm của nữ ca sĩ nhận được hơn 13.000 lượt yêu thích từ người ngưỡng mộ sau 4 giờ đăng tải. Bên dưới phần phản hồi, nhiều fan khen ngợi vợ công Vinh là đáng yêu và xinh đẹp, chị để tóc mới à, nhìn kiểu tóc xinh quá làm em nhớ thời của ngôi nhà hạnh phúc. Chị mình như gái 18. Tuy nhiên, lại có người theo dõi phản hồi khiếm nhã, cho rằng Thủy Tiên miệng rộng khiến cho nữ ca sĩ lập tức đáp trả bằng câu, đàn bà miệng rộng thì sang đàn ông miệng rộng y chang lũ bà hi hi. Hành động này của vợ công Vinh nhanh chóng gây bão dân mạng và nhận được hơn 1,3 lượt thích từ người ngưỡng mộ. Đây cũng không phải lần trước tiên nữ ca sĩ thẳng thắn đáp trả những tiếng nói thiếu thanh lịch dành cho mình và mái ấm gia đình. Thủy Tiên sinh vào năm 1985 tại Kiên Giang, cô được nhiều người biết đến với tư cách là một trong ca sĩ sở hữu thân hình sexy, nóng bỏng. Năm 2014, cô làm đám hỏi với cầu thủ nổi tiếng Công Vinh, từ đó cả hai được ví như cặp bét dứt Việt Nam, cuộc sống thường ngày mái ấm gia đình của nam tiền đạo xứ nghệ và nữ ca sĩ giấc mơ tuyết trắng luôn luôn nhận được sự quan tâm từ người theo dõi ngưỡng mộ. Gia đình Thủy Tiên Công Vinh. Những năm gần đây, sát bên sự nghiệp nghệ thuật, nữ ca sĩ còn tập trung cho việc kinh doanh riêng tương tự như hỗ trợ quá trình của Công Vinh và dành thời hạn quan tâm mái ấm gia đình. Hiện tại, mái ấm gia đình Công Vinh Thủy Tiên đang hạnh phúc với công chúa đầu lòng tên Bánh Gạo 6 tuổi,